Trong ngày trọng đại, phụ nữ rẻ trương sẽ khoác lên mình một chiếc váy dài của con người. Trang phục là sự kết hợp giữa các sắc màu đỏ, đen, vàng, trắng xen kẽ nhau. Chiếc váy được quấn cẩn thận và dài từ ngực đến qua đầu gối nhằm khéo léo khoe đôi vai trần rũ của người con gái rẻ trương trong ngày cưới. Chú rể rẻ trương trong trang phục truyền thống nguyên bản ngày cưới với chiếc khố có vạt trước dài hơn vạt sau và họa tiết hoa văn từng mảng, khoác chéo tấm tròn trước ngực để thuận tiện cho việc di chuyển và thể hiện sự mạnh mẽ, cường tráng khi sánh đôi cùng cô dâu. Vào trong ngày trọng đại của đôi uyên ương, chú rể sẽ tặng cho cô dâu chiếc vòng tay và vòng cổ. Cho nhà trai 100 bó củi được lựa chọn kỹ càng. Và dưới sự chứng kiến của già làng, đôi uyên ương thực hành nghi lễ và chính thức nên duyên vợ chồng. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại các bộ trang phục truyền thống của người đàn ông và phụ nữ dân tộc rẻ trương thôn Đắc Gô. Và tất cả những trang phục vừa trình diễn là trang phục truyền thống nguyên bản, là những tinh hoa, là bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào rẻ trương. Những bộ trang phục này đang được nâng niu, giữ gìn và phát huy hòa cùng với sự phát triển của nền văn minh tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Vâng, kính thưa quý vị, phần thi trình diễn trang phục dân tộc của thôn Đắc Gô xin phép được khép lại tại đây. Và đây cũng là phần dự thi cuối cùng để khép lại phần tham gia hội cổng chiêng xoa các dân tộc thiểu số xã Đắc Rông lần thứ 2 năm 2024. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi và quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi, cổ vũ cho đội nghệ nhân thôn Đắc Gô. Chúc cho hội thi hôm nay thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần biểu diễn bốn nội dung rất tuyệt vời vừa rồi của các nghệ nhân thôn Đắc Gô vừa tham gia chương trình hội thi buổi sáng.